Ok, chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá Nơi hướng dẫn đọc cầu cũng như là để anh em có cái nhìn rõ nhất về tất cả game đúng nào Ok, tất cả anh em Thì đây, nay mình sẽ vào con game trên dưới cho tất cả anh em nhá Ok, đây, giao diện chính của con game đây. Con game này là con game mà để anh em kiếm 500, 1 triệu, 2 triệu cực kỳ dễ dàng anh em ạ. Thì vốn ban đầu là của mình là 32 củ này. Ok chưa nào? Thì có những mức cược như là 1k, 10k, 50k, 100k cũng như là 500k. Thì đây, anh em mình sẽ vào game luôn nhá. Với cái số vốn của mình thì mình sẽ vào 500k luôn. Không phải suy nghĩ gì cả. Ok anh em. Đây là con game mà để anh em 5 củ, 10 củ kiếm 1 củ, 2 củ một ngày thì quá là dễ dàng anh em ạ. À. Đây, hai thì mình chỉ có lên thôi nha. À. Hai thì chỉ có lên thôi. Ok, như anh em thấy này. Đây có những mức cược. Đây là mức cược 500k của mình rồi, đúng nào? Thì nếu anh em đánh lên tay này đúng không? Đánh lên tay này thì tỷ lệ nó sẽ ăn rất cực kỳ thấp. Nên là số tiền ăn nó sẽ cao hơn. Và ngược lại anh em ạ. À, đánh xuống thì số tiền nó sẽ ít hơn, đúng nào? Thì đây, đây này mình sẽ xuống thôi, mình chắc anh em nhá. Ok. Đúng rồi. Đây, cũng như bao con game khác thôi. Nó cũng có cầu anh em ạ, còn game này cũng có cầu. Đấy. Mình tay này mình sẽ bắt cầu 11 một một. được chưa nào? Tay này mình sẽ lên anh em nhá. 5 thì mình lên thôi. 7 rồi. 7 bây giờ mới khó này. Con 7, con 8, con 9 là những con thật sự là khó nuốt nhất anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn đang bắt cầu 11 một một mà đúng không? Mình tay này mình sẽ xuống để xem nào Xuống để xem nào Ôi trời ơi gãy mất anh em nhỉ Gãy mất rồi Ok không sao đâu còn có đấy mà Còn quy này mình xuống em nhá Còn quy này mình xuống thôi Không phải suy nghĩ đúng không nào Quy thì xuống là quá là đẹp rồi 8 thì mình xuống tiếp anh em ạ 8 thì mình xuống tiếp nhá 8 mình xuống tiếp để xem nào Ôi trời ơi lên ca luôn Khó quá anh em Ok hai thì chỉ có lên rồi Thì không nói nữa anh em ạ bảy tay này mình xuống này 7 tay này mình xuống này ok chưa 7 tay xuống vừa rồi là quá đẹp đúng nào đây 6 thì mình sẽ lên thôi 6 mình sẽ lên mình sẽ hơi đánh ác một tí ôi rồi gãy mất kìa anh em ôi rồi ơi mình mất một củ rồi 6 tay này mình xuống để thử xem nào 6 xuống thử xem nào khó anh em ạ à. quá là khó nha chưa gì mình đánh mấy tay vớ vẩn quá anh em mình không đánh chắc thì mình cũng chịu rồi Mình không đánh chắc mấy tay này Thì mình cũng hơi khó rồi anh em ạ Ok chưa Úi giời ơi Đấy đang kể chuyện đang nói chuyện cho anh em Thì mình lại ăn được hai củ rồi Đấy em thấy không Chỉ cần một ván thôi Thì mình đã ăn được lại vốn rồi Tay này mình sẽ dừng ở đây anh em nhé Đấy nó bệt xuống này anh em Nó bệt xuống mình ăn là hai củ rồi Quá là yên tâm đúng không nào Đấy anh em ạ Tay này con game này anh em có thể mất được một hai ba tay nhưng mà anh em có thể lấy lại trong vòng một ván thôi anh em Một tay là anh em có thể lấy lại rồi 6 mình sẽ xuống tiếp thử xem nào 6 thì mình sẽ xuống tiếp này Ôi dồi ôi, 6 lên K anh em ạ Ok không phải vấn đề K thì mình xuống thôi K thì mình xuống thôi chẳng lẽ nó lên át đúng không 8 mình xuống tiếp này 8 mình xuống tiếp anh em nhé 5 rồi một củ anh em ạ một củ rồi 5 thì mình lên tay này này Để xem nào Ôi dồi ôi, Nó xuống 3 anh em khó quá nha Đấy, 3 thì mình lên thôi 3 thì mình lên thôi, mình không tham đánh xuống đúng không nào 5 thì mình xuống này 5 bây giờ mình xuống này Ok chưa Ok chưa nào? tất cả anh em Ok chưa nào, mình lại ăn lại hai củ rồi Có đủ uy tín chưa Có đủ uy tín chưa nào Ok, mình sẽ làm lượt, lượt mới ở đây luôn nhá Không phải vội Mình sẽ làm lượt mới ở đây luôn Ok, hai củ, đấy, nó lại về bờ Đúng nào Mình không vội anh em ạ Ok, nếu anh em hứng thú với 68 game bài thì mình vẫn để link dưới video anh em nhé Cảm ơn tất cả anh em. Mình sẽ quay lại công việc chính của mình này 7 thì mình sẽ xuống đây này thôi anh em ạ. 7 thì sẽ xuống thôi. Đúng chưa nào? Đúng chưa nào tất cả anh em? Một củ rồi. Một củ rồi mình sẽ tạm dừng ở đây anh em nhá. Bây giờ mình sẽ đánh chắc luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đánh chắc luôn. Ok chưa? Một củ ở đây. Được chưa nào? Đấy, anh em thấy chưa? Nó lại về bờ mà còn lại ăn thêm cơ. Đấy. 3 thì mình sẽ lên tay này này, 3 xuống 2 thì mình không dám đánh anh em. 5 à, 5 mới khó anh em nhá, 5 khó thật này. Ok, mình sẽ lên tay này anh em ạ, à. mình sẽ đánh chắc tay này thử xem nào. 9 rồi. 9 thì mình sẽ xuống thôi anh em nhá, 9 xuống là đẹp rồi, 9 xuống là đẹp rồi. Cầu đang xuống là quá là đẹp rồi đúng không nào? Ok, tất cả anh em. Mình lại ăn được một củ thì mình sẽ chốt lãi luôn ở đây anh em nhá. Ok. Đấy, Có cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Đúng không anh em Con game này ăn 500 một củ Thực sự là rất dễ dàng anh em ạ Ok chưa nào Đây 6 à 6 này mình lại thích xuống anh em ạ Mình thật sự là thích xuống ở con 6 này Ok mình xuống 6 anh em nhé Mình xuống từ xem nào Ok chưa Ôi giờ ơi Có cái gì mà phải suy nghĩ nữa anh em Đấy mình chỉ cần đánh một tay thôi Mình chốt lãi luôn bây giờ anh em nhé Mình chốt lãi luôn bây giờ này Ok chưa Đủ chuẩn chỉ chưa nào tất cả anh em thì đây Mình làm tay kết cho anh em luôn nhá Tay này tay kết cho tất cả anh em hôm này Quy thì mình sẽ đánh xuống thôi Quy thì mình đánh chắc mình đánh xuống thôi anh em ạ Ok 8 à 8 khó anh em Nhưng mà mình vẫn đánh xuống anh em nhá 8 khó nhưng mà mình vẫn đánh xuống nhá Ok chưa nào Lại một củ về vườn Anh em thấy đã đủ uy tín chưa Đã đủ thoải mái cũng dễ để Ăn được con game này một hai củ cho anh em Ok Tay vừa rồi cũng là tay kết cho tất cả anh em nhá. Ui, đấy anh em thấy đấy, mình ăn được hai củ ba anh em ạ. À. Đấy, có cái gì đâu mà phải suy nghĩ đúng nào. Hai củ ba quá là yên tâm đúng không nào? Ok, tất cả anh em, nếu anh em hứng thú với 68 game bài thì mình vẫn để link dưới video anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tạm biệt tất cả anh em.